Xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn đang theo dõi bản tin được phát sóng trên kênh YouTube chính thức của báo Việt Nam Net. Tối ngày hôm qua, mùng 2 tháng 8, sau rất nhiều đồn đoán, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã đáp chuyến bay xuống sân bay Tùng Sơn, Đài Bắc vào lúc 22 giờ 45 phút theo giờ địa phương. Chuyến thăm này đã gặp phải nhiều phản ứng gay gắt từ phía Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên khẳng định bà Pelosi có vị trí là quan chức cấp cao thứ ba trong chính phủ của Mỹ. Chuyến thăm của bà tới Đài Loan nếu diễn ra sẽ làm phát sinh tác động chính trị nghiêm trọng. Trước những lời cảnh báo của Bắc Kinh, Bộ Quốc phòng Mỹ được cho là đã làm việc suốt ngày đêm để theo dõi bất kỳ động thái nào của Trung Quốc trong khu vực và chuẩn bị kế hoạch đảm bảo sự an toàn của bà Pelosi. Chủ tịch Hạ viện Mỹ bắt đầu chuyến công du châu Á vào ngày mùng 1 tháng 8 với điểm dừng chân đầu tiên là Singapore. Đây cũng là thời điểm trùng với ngày kỷ niệm thành lập quân đội Trung Quốc nên đã có rất nhiều cuộc tập trận rầm rộ được diễn ra. Tới ngày 2 tháng 8, khi bà Pelosi có chuyến làm việc ngắn tại Malaysia, rất nhiều tàu chiến của Mỹ và Trung Quốc đã được điều động tới các khu vực xung quanh eo biển Đài Loan. Khi chiếc máy bay Boeing C-40C mang số hiệu SPR-19 cất cánh từ sân bay Subang của Kuala Lumpur, nó đã trở thành chuyến bay được theo dõi sát sao nhất trên thế giới. Cùng thời điểm đó, trang web của văn phòng lãnh đạo Đài Loan đã bị tấn công, khiến việc truy cập bị gián đoạn trong khoảng 20 phút. Theo người phát ngôn của bà Thái Anh Văn, vụ tấn công sử dụng phương pháp từ chối dịch vụ phân tán khiến cho lượng người truy cập tăng vọt trong một thời điểm. Hiện trang web đã hoạt động lại bình thường. Tới tối ngày 2 tháng 8, sau rất nhiều đồn đoán, chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã hạ cánh xuống sân bay Tùng Sơn, Đài Bắc vào lúc 22 giờ 45 phút theo giờ địa phương. Tiếp đón bà Pelosi tại sân bay là người đứng đầu cơ quan đối ngoại Đài Loan, Joseph Wu Cùng với đó là thông điệp chào mừng được thể hiện trên tòa nhà cao nhất tại Đài Loan. Sau khi hạ cánh, bà Pelosi đã có một bài phát biểu ngắn dẫn tới những phản ứng gay gắt của Trung Quốc. Theo ngoại trưởng Vương Nghị, chuyến đi của bà Pelosi đã vi phạm chính sách một Trung Quốc, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền tảng chính trị của quan hệ Trung-Mỹ. Hành động này cũng phá hoại nền tảng hòa bình và ổn định tại eo biển Đài Loan, đồng thời phát đi những tín hiệu sai lầm tới hòn đảo này. Nối tiếp thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Bộ Quốc phòng nước này cũng công bố việc tiến hành các hoạt động diễn tập quân sự quan trọng, trong đó bao gồm các cuộc tập trận bắn đạn thật ở 6 khu vực xung quanh biển Đài Loan diễn ra từ thứ Năm tới Chủ nhật. Ngoài ra, chính quyền Bắc Kinh cũng đã triệu tập Đại sứ quán Mỹ Nicholas Burns để chỉ trích về hành động của bà Pelosi. Trong cuộc trao đổi ngắn, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tạ Phong phản đối mạnh mẽ chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện, nói Mỹ sẽ phải trả giá cho những sai lầm đồng thời ông tạ phong cũng kêu gọi washington lập tức giải quyết các hành vi sai trái cũng như thực hiện các biện pháp thiết thực để khắc phục những tác động tiêu cực từ chuyến thăm của bà pelosi cũng trong một diễn biến liên quan tới việc chủ tịch hạ viện mỹ tới đài loan tổng cục hải quan trung quốc đã quyết định tạm dừng nhập khẩu hàng trăm mặt hàng thực phẩm của hòn đảo này các mặt hàng bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi quyết định này là thủy sản chè và mật ong. Chính quyền Đài Loan cho biết sẽ làm rõ tình hình và hỗ trợ các công ty bị ảnh hưởng một cách phù hợp. Chuyến thăm của bà Pelosi là lần đầu tiên của một chủ tịch Hạ viện Mỹ tới hòn đảo sau 25 năm. Bà Pelosi cũng là nhà lập pháp cấp cao nhất của Mỹ thăm Đài Loan kể từ khi cựu chủ tịch Hạ viện New Gingrich tới đây vào năm 1997. Theo truyền thông Đài Loan, bà Pelosi sẽ tới thăm cơ quan lập pháp của hòn đảo này vào sáng ngày 3 tháng 8 xong cơ quan ngoại giao của chính quyền đài loan không có bình luận gì về lịch trình của bà pelosi